Nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bhutang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu. Today we explore the 37 factors leading to awakening. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu là đi vào từng chi tiết để coi 37 cái chi phần của sự thức tỉnh, dẫn tới sự thức tỉnh. I give you some picture so that you can understand how the Buddha's awakening. Sư cung cấp cho quý vị vài bức hình để cho quý vị nhận rõ Đức Phật là ai, Đức Phật của chúng ta là ai, và ngài là hành xử như thế nào, ngài thành đạo như thế nào. He was born under the trees. Đức Phật đã sinh ra dưới gốc cây, quý vị chắc nhớ chứ ha. He was awakened under the Bodhi tree. Đức Phật đó là chứng đắc ở dưới gốc cây. Even he gave the first sermon to the five ascetics. It's under the tree. Và Đức Phật khởi cái bài pháp đầu tiên cũng ở dưới gốc cây cho năm anh em Kiều Trình Như. And when he entered the Parinibbana, he's also under the tree. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài cũng ở dưới cái hai gốc cây sông Thọ, Sala sông Thọ. Tức là cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Ngài không có chùa chiền gì hết á. Ngài ở với cây cỏ, với đủ các loại chúng sanh, không nhất thiết là người, voi, khỉ, rất nhiều, kinh chép nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cuộc đời của ngài là cuộc đời của tự nhiên, của thiên nhiên. His life belongs to the whole universe. Cuộc đời của ngài là dính liền với tất cả vũ trụ, nó không có dính líu tới chùa chiền. When we attach to something, even ideology, doctrine or temple, we are in a trap. Nếu chúng ta có dính mắc tâm thân chúng ta ở trong bất cứ cái hình thức nào, giáo lý, giáo điều hoặc là chùa chiền, là về cái thấy được và cái không thấy được đều dẫn chúng ta trở lại sanh tử luân hồi. Đó, phải sống như Phật đó thì mới có thể giải thoát được. So you see the Buddha under the trees and five ascetics. During that time, five ascetics still having a hair because they just the Brahman practicing the Buddhism, practicing the liberation. And on this picture, you see the modern painter, they put some cushion underneath, but during that time, no such thing. Các cái vị thợ vẽ thì người ta nhớ lại như vậy, người ta vẽ là có năm vị Bà La Môn, tóc có thì đúng rồi, nhưng mà lại để năm cái miếng nệm ở dưới thì đời này mới có, chứ đời đó không có cái nệm như vậy đâu. Đức Phật ở trong bài kinh Kalama, in the Kalama Sutra, the Buddha say, don't believe anything from generation from to generation. Even from the book, even from the majority of people say, the Buddha say that, still don't believe yet. And try to think seriously like the goldsmith to test the gold. Đức Phật dặn rất rõ là chớ có tin vội, ngay cả như trong kinh sách, ngay cả trong đám đông, ngay cả trong thế hệ, ngay cả như ông thầy của mình ông nói, cũng chớ tin vội. Muốn hiểu là vàng nó vàng thiệt, vàng giả phải lấy lửa. Tức là phải lấy trải nghiệm của thực sự. Khổ, tập, diệt đạo không thể nói bằng lý thuyết. Phải có khổ thì mới có thể biết nguyên nhân của khổ, cách diệt khổ. Rồi mới có thể giải quyết được nó. Còn chưa thấy khổ thì không được. Therefore in the meditation,
Don't avoid the suffering because you need to see suffering. You have to be suffering mentally and physically. Cho nên trong lúc ngồi thiền đừng có chạy trốn nó. Phải thấy cái khổ nơi thân, cái khổ nơi tâm thì mới giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi của mình. You sit for meditation half an hour, you feel pain in your bottom, you want to run away. It's no good. Nếu các bạn chỉ ngồi có nửa tiếng mà thấy nó đau quá, các bạn chạy trốn là các bạn không bao giờ thấy được cái khổ. Mà không bao giờ thấy được cái khổ thì không thể nào giải quyết được cái khổ. Phải trải nghiệm nó thôi, chính mình trải nghiệm chứ không ai giúp được hết, không ai nói lý thuyết được hết. Chữ khổ nó không có ý nghĩa gì hết nếu mà không có trải nghiệm. So in the Maha Parinibbana, the Buddha gave the final lecture. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói cái bài kinh này. Và bài kinh này có ghi lại cái lộ trình để tu tập. Lộ trình ấy gồm có 37 phẩm trợ đạo. In the Maha Parinibbana Sutta, the Buddha said, the teaching I have direct knowledge and I have made known to you for your benefit. And what are the teaching? It's all 37 steps, 37 factors. Và trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã dạy rất rõ. Đấy, này các chư tỳ khưu, những cái pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi phải khéo học. À. Và cái pháp đó là gì? Đức Phật nó gồm có 37 cái, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bảy bát chánh đạo. Hà huống chi là bậc đại trí đại giác, vì lợi lạc cho chúng sanh, cho nên Ngài nói điều này là để lại cho tất cả mọi người, ai muốn giải thoát thì hãy học. Now we come to the exploration of the first step. 30 features of the Buddha teaching or factor to the Buddha teaching to awakening. 37 cái yếu tố mà Đức Phật dạy ở dẫn tới sự thức tỉnh. Ở đây sư nói chữ sự thức tỉnh tức là ngủ quên, ngủ lâu rồi, chứ không phải là chứng đắc cái gì hết đâu. Đức Phật nó dùng cái chữ thức tỉnh. Ngài nói ta đã ngủ trong vô lượng kiếp, bây giờ ta thức dậy, ta biết. Why the Buddha say about awakening? Because everything you see here, house, father, mother, husband, money, even temple, even rope, it's nothing. It's just illusion. It's just the dream of existence. Tất cả những cái gì quý vị nhìn thấy có từ nhỏ tới lớn, quý vị nghĩ là có thật ư? Thân ta, cha ta, mẹ ta, tiền của ta, nhà ta, rồi là chồng ta, vợ ta, con ta, xe của ta, rồi mấy thầy thì thầy của ta, rồi chùa của ta, rồi tượng Phật của ta, toàn là giấc mơ. Tại vì mấy thứ đó đều do cái uẩn, năm uẩn nó kết tạo lại, nó thành đặt tên, tự mình đặt tên danh sách là tự mình đặt chứ. We see something as a form translated in the internal form. And internal form, you got a feeling against internal form. It cultivates into perception, mental formation and consciousness. And you make known to yourself, that's the facts. Thí dụ như quý vị nhìn thấy một cái vật gì, quý vị tưởng là quý vị là cái vật có thật ư? Từ cái ngoại sắc nhìn qua hay lỗ tai nghe lập tức đưa vào trong não, nó gọi là nội sắc. Nội sắc rồi chúng ta có cảm thọ chống đối lại cái nội sắc hay là thỏa thuận với cái nội sắc đó. Rồi chúng ta có cảm thọ, cảm thọ dẫn tới tưởng, tưởng rồi tới tâm hành rồi tới thức, là một cái tiến trình của năm uẩn, nó hoạt động rất là nhanh, trong một sát na nó đã thành hình rồi. Và cái đó đặt tên là như vậy, gọi là danh sắc. Và chúng ta tưởng đó là thật, tức là chúng ta ngủ mê. We are dreaming in the daily life. Chúng ta đã nằm chiêm bao giữa ban ngày, mở mắt trừng trừng mà vẫn chiêm bao. So the Buddha said about awakening, tức là tỉnh lại đi, thức giấc đi, đừng có ngủ nữa. So 37 factors, including the four way of attending to mindfulness, samasati, or satipatthana, and four rise
striving for path to power for five faculties, five strengths, seven factor to awakening and noble eightfold path. 37 yếu tố này gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Và Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài nói rất rõ: vì lợi lạc cho chúng sanh và chư thiên, đây là 37 bước mà các ngươi nên học. So in total you see here 37 step in diagram. I put it here, you can copy, you don't have to worry because it's in a diagram, so you just copy, you can keep it for yourself. So what is the process of technique? How do we do it? Thế thì cách mà chúng ta làm 37 phẩm trụ đạo này thực hành như thế nào và kỹ thuật như thế nào? Number one, development. Đây là sự phát triển. Cách nào chúng ta phát triển? By hearing the Dhamma, by restraint from the sense faculty, colliding with the good friends, careful attention, giving attention to appropriate basics, and listening intently to the Dhamma. Đây là những cái bước phát triển ở trong kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi, đa phần ở trong kinh Tương Ưng đều nói. Chẳng hạn như thứ nhất, lắng nghe pháp từ những bậc có tu học. Thứ nhì, ngăn ngừa nơi cảm giác nơi sáu căn. Thứ ba, liên kết với những bạn hiền. Bạn hiền tức là bạn chịu tu học, chứ không phải bạn cứ tối ngày gặp nhau nói hoài mà nó hiền khô à. Nó nói hoài, nói sáng tối á, là cái đó không phải bạn hiền đâu. Cái đó là làm cho mình khổ thêm thôi. Nên lúc nào cũng chú ý mọi việc gì xảy ra chung quanh. Và nên chú ý tới tất cả những cái căn bản đang xảy ra, cái pháp nào đang xảy ra ở trong tâm mình. Và nên lắng nghe pháp một cách chú tâm, một cách thành tín. Đây, tất cả những cái điều đó là để phát triển ra cái tuệ giác. Muốn được 37 phẩm trợ đạo phải thực hiện những cái điều này. And in the Mangala Sutra, Buddha also say, in the first verses, the Buddha say, associate with the wise good man and disassociate with the devil man. Ngay cả trong kinh Hạnh Phúc, Điềm Lành Hạnh Phúc, Đức Phật cũng dặn rất rõ ở cái đầu tiên á, cái đoạn đầu tiên Đức Phật nói: hãy thân cận người hiền trí, hãy tránh xa người bất thiện, bất hiền trí, người bất thiện, người có ác pháp. Accompanied by metta, compassion, sympathetic joy, equanimity. Thế thì cái kỹ thuật để mà làm sao mà chúng ta có thể thực hiện được, nó gồm có phải có lòng từ, phát triển tâm từ là quan trọng, phát triển tâm bi, cũng là trong kinh Tương Ưng hết á, Tương Ưng 46, 30, 63 là nó phát triển tâm bi mẫn. Hỷ, phát triển cái hỷ lạc, 40 trong kinh Tương Ưng 46, 64. Equanimity tức là phát triển tâm xả, trong kinh Tương Ưng 46, 65. How do we perform it? Cách nào, công thức nào để chúng ta có thể thực hiện nó? First skeleton. Hãy quán tưởng bộ xương. Con người chỉ là bộ xương. Quán tưởng nó đi. Thấy nó chỉ là bộ xương. In a sutra, there's a case. There's a senior monks always listen to the Buddha. And the Buddha say, go and contemplate the skeleton. And he attentively, consciously, in every moment he contemplate about skeleton. His skeleton, everybody else skeleton. And one day, he heard the singing from a song sang by not a singer, she's a prostitute. And as soon as he noticed the song, he looked at the lady. At that time, the lady is smiling, and he saw only the teeth. And he saw the full skeleton. And at that point in time, he attained Arahant. Vào thời Đức Phật có một câu chuyện rất là lý thú. Có một vị trưởng lão, Đức Phật dạy
hãy quan sát như thế này, tất cả chỉ là những cái bộ xương di động mà thôi. Và Ngài nghe lời, Ngài lúc nào cũng quán chiếu, Ngài thấy Ngài chỉ là bộ xương, biết đi, mọi người đều chỉ là bộ xương, chẳng có cái gì hết. Nhưng mà tới một ngày, có một cô kỹ nữ vừa đi trên đường, vừa hát và mặc đồ rất là diêm dúa. Và Ngài đang làm cái gì đó không biết nữa, Ngài đang cúi Ngài làm, Ngài nghe tiếng cười, Ngài nghe tiếng ca hát. Thì Ngài mới ngẩng đầu lên, cái thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn coi cái gì nó phát thanh ra như vậy. Và ngay cái lúc nhìn thấy Ngài, cái cô gái cái kỹ nữ đó nhe răng ra cười. Ngài nhìn thấy bộ răng, lập tức bao nhiêu cái thần thức quán chiếu, bao nhiêu ngày tập trung, tự nhiên nó bùng vỡ một cái. Ngài nhìn thấy toàn bộ là xương không à, chứ không còn thấy cô kỹ nữ nữa. Mà thấy toàn là xương, nguyên cái bộ xương. Và nhìn thấy cái bộ xương thông qua cái hàm răng cười của cổ, Ngài nhìn thấy toàn bộ bộ xương, và ngay lúc đó Ngài chứng A-la-hán. Tức là không còn một cái lậu hoặc gì hết, thấy rất rõ. Thế thì những cái gì đâu phải là một sớm một chiều mà chúng ta đạt được. Cái vị trưởng lão này cũng là tu biết bao nhiêu ngày, cứ quán chiếu bộ xương, rồi tới một lúc, đúng cái lúc đó nó bùng vỡ, Ngài mới thấy. Cho nên phải công phu, không phải là ta ngồi đây tới có 21 ngày ta ngồi thiền rồi ta chứng quả thánh. Chuyện không có đâu quý vị. Ngồi thiền chút xíu thấy đau là nhảy ra rồi, như cóc nhảy ra nhảy vô, làm sao mà nó thành tựu được. Tức là phải ngồi thấy cho đau. Phải Đức Phật, in the Four Noble Truths, the Buddha say you have to see the truth, experience the truth, and change the truth, converting the truth, transforming the truth, the suffering, then you can attain the wisdom of the suffering. Đức Phật nói rất rõ trong kinh Tứ Niệm Xứ, bốn cái căn bản là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà trong cái khổ, Đức Thế Tôn nói phải thấy được cái khổ, tức là thị khổ, rồi mới chuyển khổ. Không thấy được thì không chuyển được, phải thị khổ rồi mới chuyển khổ, mà chuyển khổ rồi mới chứng khổ, rồi mới giải quyết được vấn đề. Tức là đừng có sợ đau, đừng có sợ nó đỡ khổ tâm, đừng sợ nhịn đói. Vì tất cả những cái đấy mới giúp cho ta thấy được cái khổ, ta mới chuyển được khổ. There is one novice, seminary is now today she entered the solid retreat already. And she complied with my request. 7 days, no food, only water. Ngày hôm nay, sáng nay đã có một vị Sayini nhập thất. Và sư yêu cầu là nếu mà nhập thất thực sự muốn giải quyết sinh tử, không ăn. Và si đã, và cái vị đó đã phát nguyện là không ăn luôn, chỉ uống nước thôi. Khi thấy được sinh tử là hệ trọng, làm cho đúng thì sẽ được nhân quả rõ ràng. Còn không làm cho đúng mà sợ đau, sợ khổ, sợ nóng, sợ lạnh, sợ nhức lưng thì không bao giờ mà thấy được cái khổ. Phải thấy được cái khổ rồi mới chuyển cái khổ được. Đấy, ở đây rất nhiều người tu rất là tinh tấn. 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày mà nhịn đói là chuyện bình thường. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu vị. Có những vị đạt được chút chút, có những vị đạt được nhiều nhiều. Đó, tùy theo cái ý chí của người ta. Và cái đó là cái gì chúng ta sẽ học trong cái khóa tu 21 ngày này. A corpse, lúc nào cũng quán chiếu cái thây ma. Cái thây này nó chết rồi, nó sình lên, rồi nó thúi, rồi dòi đục, quán chiếu như vậy thì sẽ từ bỏ được cái cảm giác dục lạc, không ưa thích cái gì hết nữa. Repulsive of the food, thấy rằng cái thức ăn nó rất là cám dỗ, cho nên ăn uống phải cẩn thận. Sư ở đây có hướng dẫn quý vị cái thiền ăn đó, quý vị cố gắng nghe để mà thực hành cho đúng. Distaste of all the world, tất cả những cái gì xảy ra ở trên thế gian này đều chán chường, không có muốn thưởng thức nó nữa. Nhà, cửa, vợ, chồng, con, thân, tiền, bạc, mấy thứ đó đều là vô ích, tại vì nó vô thường. Impermanence, phải trải nghiệm được cái sự vô thường, nó sanh, nó diệt, ngay cả trong hơi thở của chúng ta quan sát, chúng ta cũng thấy sanh diệt trong cái hơi thở đó. Suffering, even the suffering is also arising and falling. Ngay cả như trong cái khổ nó cũng có, nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt. Không có cái khổ nào mà ở hoài. Nếu ở hoài chắc là quý vị vào trong nhà thương tâm thần là chịu không nổi đâu. If the suffering physically and mentally is permanent, nobody can tolerate it. Nếu mà cái sự khổ
ở nơi thân, nơi tâm mà nó là thường hằng thì không ai chịu nổi hết á. Cho nên nó đến rồi nó đi. Not self, vô ngã. Abandoning, từ bỏ. Dispassion, cắt đứt. Cessation, chấm hết. Không có liên hệ nữa. Tất cả đây là những cái đối chiếu để cho quý vị nhận rõ, rồi chúng ta sẽ từ từ khai triển từng cái chúng ta học. 37 phẩm trợ đạo ở trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ, và theo như ngài Paok là ngài thiền sư nổi tiếng ở bên Miến á, hiện giờ ngài có khoảng cỡ chừng 100 cái trung tâm thiền Paok toàn thế giới. The Paok, the venerable Paok designed that scheme and it's always concentrated on sila, concentration, samadhi and panya. Và trong cái con đường tu tập nó cũng chỉ dựa theo lời Đức Phật dạy thôi. Cái bản đồ này đó ngài vẽ ra để cho các trung tâm nó học. Và chúng chỉ có giới định tuệ để trừ cái tham sân si, cái phiền não thôi. Đó là cái phương thức để tu tập. Today we focus solely on one thing, four bases of mental power. Và ngày hôm nay sư sẽ làm một cái lối khác, sư không có dạy từ đầu mà sư dạy nửa chừng để xem quý vị phản ứng sao. Đây là bốn cái căn bản của cái tâm, năng lực của tâm, và được dịch là tứ như ý túc, tứ như ý túc, tứ như ý túc. Four bases of magical or mental supernatural power: will, energy, consciousness and skill of analysis. Gồm có bốn cái. Cái thứ nhất là ý chí, là phải có cái ý, có cái tham muốn. Cái thứ nhì, nỗ lực. Và cái thứ ba là phải có cái hiểu biết, có cái sự ghi nhận. Và cái thứ tư là phải quan sát. Quan sát. Bốn cái đó là bốn cái năng lực để dẫn tới sự phát triển về cái tâm thức, cái năng lực của tâm thức, gọi là tứ như ý túc. The first thing is a will, it may be desire, not the will. I'm not going entering the debate about the whether it's a will or desire or greed. It's useless to come into the analytical terminology. We are interested solely on the practicality. Và ở đây cái chữ will á, có nghĩa là ý chí, nhưng mà cũng có nhiều chỗ thì dịch đó là ý muốn, tham muốn. Và sư từ chối không có tham dự tất cả các cuộc tranh luận về cái ý nghĩa của nó làm gì. Tại vì thực tế nó vẫn là thực tế. Chúng ta ở đây chỉ ưa thích những sự áp dụng có lợi lạc cho chúng ta thôi. Even the Buddha, he himself, when he was a prince, he must have the desire to go out, to escape the samsara, and desire to find the way to get out of the worldly life. Ngay cả Đức Phật, lúc ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa, ngài cũng phải có cái tham lìa bỏ cung vàng điện ngọc, có cái khát ái, có khao khát muốn lìa bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm một cái gì mới hơn, một cái gì thay đổi hơn mà không còn sinh tử luân hồi nữa. Tức là vẫn có cái muốn để làm cái việc đó. Nếu ngài không có cái ý muốn làm cái việc đó, chắc chắn ngài ở cung vàng ngoài, ngài không có ra. Similarly, if you don't have a desire to get away from the worldly life or the suffering world, you wouldn't do anything else. You just enjoy your current life. Cũng như thế, nếu các bạn không có một cái ý định, không có một cái khát ái là ta phải từ bỏ, không có cái ý muốn là ta phải từ bỏ cái cuộc sống ở thế gian dục lạc này, thì chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục ở lại với những cái gì các bạn có: chồng, vợ, con, tiền, nhà, cha mẹ, anh chị em, chùa, áo cà sa, thầy, trò, tượng Phật, vân vân. Tất cả những cái đó đều là bẫy rập hết. Nếu không có cái ý muốn là rời bỏ hết tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp để giải thoát, nếu không có cái ý muốn đó là không thể nào làm. So there's four
factors inside the mental power. Ở trong cái tứ như ý túc gồm có bốn cái yếu tố này, nhưng mà thực sự ra nó không phải là bốn yếu tố đâu, nó là bốn cái chi nhánh, giống như cái bàn nó có bốn chân vậy thôi. Và muốn có được cái tứ như ý túc là phải ngồi trên bốn cái chân này, không có là không được. Một nó gãy là coi như cũng cái ghế nó sụp đổ liền. Cái thứ nhì là phải nỗ lực, tức là thật thà với chính mình có nỗ lực. Ngồi thiền mới có 30 phút rồi thấy nó đau cái mau mau đứng dậy đi uống cà phê thì không có nỗ lực chút nào. Similar like somebody who tried to boil the water and you put the kettle on the fire just about 10 minutes and you put it out. And half an hour later you put it again. And how long would it take you to get the boiled water? Thí dụ giống như các bạn đi nấu nước sôi mà cứ 5 phút để cái bếp, để cái bình nước sôi đó lên trên cái bếp lửa 5 phút, rồi để nó xuống 1 tiếng đồng hồ sau đi đâu chơi, rồi quay trở lại lại đem cái bình nó để lên cái bếp lửa nữa 5 phút rồi lại cứ thả xuống. Thì sư cho phép sư hỏi các bạn là bao nhiêu lâu thì cái bình nước sẽ sôi? Sẽ không bao giờ nó sôi. Cứ 5 phút đưa lên rồi bỏ nó xuống rồi đi chơi đâu đó 2 tiếng đồng hồ quay lại là để lên bếp nữa, thì mong chờ vào cái bình nước sôi là không bao giờ có. Cho nên nó muốn mà có thực hiện được chúng ta phải nỗ lực. Và nỗ lực cái sự liên tục giống như nấu nước sôi đó. It's like the boiling the water. It's continuous, constant, regardless of whatever impact. Nếu chúng ta muốn thực hiện thấy được cái sự khổ thì chúng ta phải hành trì một cách chu đáo 3 tiếng đồng hồ liên tục, hay là 2 tiếng rưỡi phải liên tục không có nghỉ. Nếu đau quá thì ngồi thiền là 1 tiếng rồi đi kinh hành 1 tiếng, đi kinh hành nửa tiếng rồi ngồi thiền nữa 1 tiếng, tức là làm sao đừng để. Number 3, attention, always pay attention, focus on something, some point. Luôn luôn chú ý tới cái điểm mà mình gọi là đề mục, mình quan sát tầm tứ, đừng có rời nó. For instance, if you focusing on your breath and breathing in, breathing out, you have to focus attentively. Thí dụ như các bạn theo dõi cái hơi thở ở ngay lỗ mũi thì các bạn phải chú tâm vào hơi thở ngay lỗ mũi, đừng có rời nó. Đừng có để cái tâm mình đi là Hạ Long hay là Vũng Tàu, kéo nó về ngay trong cái lỗ mũi để nhận biết rằng hơi thở đang nằm đó, hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở nóng, hơi thở lạnh đều nhận biết hết. Cái gì nó xảy ra trong hơi thở đều phải nhận biết, nhưng mà đừng can thiệp, đừng cố gắng. Don't try to force to have the long breath or short breath. It doesn't work. As soon as you put your effort, you lose the focus, you lose the calming the mind. Nếu các bạn cố gắng thấy nó thở dài, cái bây giờ mình cố gắng làm cho nó thở nhẹ, thì các bạn đã phá hủy toàn bộ những cái nỗ lực của các bạn để xả bỏ. Cứ để tự nhiên thôi, quan sát, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Discernment, that's been the ability to analyze something, knowing that something, not just the surface, but also knowing the causes. Đó, khả năng phân tích ở đây để phân biệt là thí dụ như bây giờ đau thì ở trong đó nó khó chịu thì mình thấy cái sân, rồi mình phân tích trong cái sân đó nó gồm có cái gì, nó có sân có diệt, vì cái bất mãn với cái thân, như vậy đang có một cuộc chiến giữa tâm và thân. As soon as you feel pain, you are entering the war between the mind and the body. Nếu khi các bạn phát hiện rằng chúng ta đang trải nghiệm cái đau ở nơi thân đây, ngồi thiền nó đau, là các bạn đang bước vào một cuộc chiến, chiến tranh rất lớn, lớn hơn cả thế chiến nữa, giữa thân và tâm. The body say, stand up, enjoy it. The mind say, no, salvation, liberation, sit down. Giữa thân và tâm luôn luôn có cuộc chiến tranh. Nếu mà ngồi đau quá, cái thân nó bảo, đứng dậy đi, đi chơi đi. Nhưng mà cái tâm nó bảo, sanh tử luân hồi, ngồi xuống, và tiếp tục nó cãi nhau, nó chiến tranh. If the mind win, you sit down. If the body win, you stand up. Nếu cái thân mà nó làm thắng á, thì lập tức các bạn sẽ đứng dậy, các bạn không ngồi nữa, đau quá tôi đứng dậy. Mà nếu cái tâm của các bạn nó vững mạnh, thì các bạn sẽ nói ngồi tiếp, không đầu hàng sanh tử luân hồi. Đấy. So the first thing here, the will. You see number one, will, có nghĩa là ý chí.
Ý chí khao khát giải quyết sự sanh tử luân hồi phải có thì nó mới cái tâm nó mới tập trung được và nó mới chiến thắng được cái thân. Còn nếu không có ý chí thì nó sẽ đầu hàng và cái thân nó nói thôi đi ngủ đi. À, 9 giờ rưỡi tới rồi đi ngủ đi, nhưng mà cái tâm nó nói không, sanh tử luân hồi. Các bạn còn cả 10.000 thế kỷ để nằm ngủ sau khi chết, cho nên nó các bạn không có lo cái ngủ mà lo cái thức, là làm được cái gì trong cái thức thì các bạn sẽ thức tỉnh queo à, mà ngồi đó mà lo tu tập. Cho nên cuộc chiến đấu giữa thân và tâm cần một cái ý chí. The battle between the mind and the body is always require the strong will, the determined will and the methodology to win the battle. Không những là đòi hỏi cái ý chí mà nó còn đòi hỏi cái kỹ thuật nữa. You go to the war, you are not going with the empty hand. Even with the gun, you need the technique. Ngay cả khi các bạn có súng ống, có máy bay, mà khi chiến đấu trong cuộc chiến này, các bạn cũng phải có cái kỹ thuật làm sao bắn cho trúng, ít tốn đạn mà bắn cho trúng, tiêu diệt kẻ thù. Chứ đâu có phải là lăn xả vào rồi đấm đá cấu nhau như hồi xưa. Cho nên ở đây phải có kỹ thuật. Đấy. Cho nên hai điều, phải có ý chí. Dĩ nhiên ý chí là phải có năng lượng rồi. Nỗ lực và phải có kỹ thuật. Kỹ thuật đó là kỹ thuật phân tích. Tứ như ý túc gồm có dục định, tinh tấn định. Tâm ở đây là muốn đúng, muốn cao thượng chứ không phải muốn tầm bậy. Desire to liberate yourself, not desire to have some worldly life. Đây dục á, là muốn, nhưng mà muốn cao thượng, muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, muốn rời khỏi cái tham muốn, chứ không tham ái, chứ không phải là muốn để mà hưởng thụ dục lạc. Cho nên cái dục này phải có, cái ý muốn này phải có. Ngay cả Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài đi tu, Ngài cũng phải có cái muốn lìa cái khổ ải, lìa sinh tử ưu bi phiền não thì Ngài mới bỏ cung vàng điện ngọc mới đi tu nổi, còn nếu không có không tu nổi. Tinh tấn định, this one is very difficult to translate. Vairya samadhi, persistent energy, it cannot be tinh tấn định. Tinh tấn định là tinh tấn là đi tới, mà định là đứng lại, làm sao có tinh tấn định được. Tâm định, tâm làm sao định được. The mind is always a struggle. The mind is always some up and down like a monkey mind. How can you have the stabilize the mind? Because the mind, if you know for sure, you know the 12 interdependent origination. The mind come with the contact between the 6 sense organ and 6 external factor. Tâm nó không thể nào định được. Đừng nói là tôi cố gắng làm cho tâm định, điều đó là cái điều vô tưởng. Tại vì tâm trong thập dị nhân duyên, Đức Phật đã nói ở nơi nào thì có tâm nơi đó, ở nơi mắt thì có cái gọi là nhãn thức, chính là tâm của mắt, ở mũi thì có cái gì, cái biết của mũi, cái mùi đó, thì cái biết đấy chính là tâm. Ở lưỡi thì có cái gì, cái mùi vị, phải không, cái biết của vị, mà cái biết đấy chính là tâm. Le lưỡi liếm biết đắng cay ngọt thì đó là cái biết đó chính là tâm, phải không? Cho nên nó tùy ở chỗ nào mà nó có cái tâm đó. Nếu nó ở mũi thì nó là cái biết của mũi, nếu nó ở tai nó là cái biết của tai. And there is no substitution for one for the other, và không có cái nào thay thế được cái nào. Cái tai nó không có thể nào thấy được, mà cái mắt không thể nào nghe được. Mỗi một cái nó có cái chức năng riêng của nó. Cho nên nói rằng nó định thì làm sao nó định được? When you do walking meditation, you lift up your feet, your foot immediately, your mind come to the your foot. And when you put your feet down, immediately your mind come back to your nose. Trong lúc các bạn đi kinh hành, khi các bạn nhấc chân lên, lập tức cái tâm nó chạy xuống chân, cái biết mà nó biết là cái chân đang nhấc lên, cho nên nó chạy xuống chân liền. Và khi các bạn đặt cái bàn chân xuống rồi, nó yên rồi, thì lập tức cái tâm nó chạy trở lại cái lỗ mũi, tại nó cần thở, thở ra, thở vào. Tư duy định được dịch là thẩm tra, quan sát, phân tích,
It has been translated as investigation, analysis, deliberation, or examine. Anything is just about thinking what it is, what it is, what it is. Answer the question, what it is. Not who did it. And the second question you have to ask yourself is how it arise. Và ở trong cái tư duy đây, tức là cái sự quan sát đấy, thứ nhất, nó là cái gì vậy? Cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm chúng ta, trong cái khoảng trống tâm chúng ta? Và cái điều quan trọng hơn nữa là không những là nó là cái gì, mà bằng cách nào nó hiện ra. Không nói là ai làm cho nó hiện ra, đừng hỏi cái câu đó, mà hỏi bằng cách nào, cái tiến trình nào mà nó sinh ra. Thí dụ tâm tham. For instance, if you talk about the greed, how can it arise? Which cause? Everything is a condition. The Buddha say all things are condition. Đức Phật nói vạn pháp do duyên sanh. Thế thì tâm tham nó cũng là một pháp. Nó cũng phải do duyên sanh. Thế thì cái duyên nào sanh ra nó? Và cái hành trình để cho nó thành tựu ra cái tham là như thế nào? Phải nhìn thấy cái tiến trình đó. Nếu thấy được tiến trình đó thì mới buông nổi. Còn không thấy được tiến trình đó thì vẫn còn dính cái ngã. Tứ thần túc, tức là bốn cái mà ở trong Đại Trí Độ Luận có nói, tứ chân cần đã có định, tại sao lại không gọi là như ý túc? Chúng tôi tuy có định nhưng định còn rất yếu, phải cần có trí tuệ tinh tấn nhiều, cho nên không được bốn, không được như ý nguyện, cho nên cần phải có dục làm chủ thì sẽ có định. Đây, Ngài Long Thọ nói phân tích cái điều này rất rõ. Nếu không có cái ý chí muốn tham muốn giải quyết sinh tử, không có ý chí muốn rời bỏ cảm giác dục lạc, nếu không có ý chí rời bỏ sinh tử luân hồi thì sẽ không thế nào có cái năng lực mạnh để mà có được cái định. Cái định rất là yếu. Và khi ta đã cương quyết biết rằng thân này là bỏ, nó coi như chết rồi, và cái ý chí là phải thoát ly ra khỏi cái sanh tử luân hồi, cái rác rưới này, cái thùng phân này, phải bỏ nó đi. Và khi có ý chí mạnh như vậy thì mới có định. Khi nào dục mạnh thì định mới cao. Cho nên đừng có nói là ta bỏ dục mà ta có định đâu. Phải có cái ý muốn thật là cao, ý muốn thật là mãnh liệt, từ bỏ hết tất cả, kể bỏ bản thân mình, thì mới có thể có được cái định, định cao. Cho nên phải hiểu rất rõ. For supernatural fish base of psychic power, the same thing. For give you one example, the number four, supernatural fish of inquiry or investigation or discrimination, profound absorption through analysis. Ở đây á, bên trường phái Mật Tông Tây Tạng họ cũng nói bốn cái này, nhưng mà họ giải thích nó khác nhau. Thí dụ như cái thứ tư. Cái thứ tư thì nói cái gì? Cái thứ tư nói là tầm tứ. Tầm tức là tìm vấn đề, tứ tức là quan sát vấn đề, khảo cứu vấn đề, rồi phân tích để nó phát triển ra tuệ giác. Thì cũng như thế thôi. Nhưng mà ở đây á, người ta lại nói rất rõ ràng, tức là phải phân tích giữa cái đúng cái sai, phân tích giữa cái sạch cái dơ, để mình biết cái nào là đúng. Đấy, tức là các ngài ở bên Tây Tạng, các ngài có trải nghiệm, trải nghiệm bằng cái lối của các ngài. Cho nên các ngài giải thích theo cái lối kinh nghiệm của các ngài. Biết đâu những cái này cũng có ích lợi cho chúng ta. Nó hợp với một số người, nó không hợp một số người khác, thì cứ để nó đi, để cho quý vị sử dụng. For path to the power, làm sao chúng ta có thể phát triển được tứ như ý túc, dục như ý túc. Rồi ở đây bốn cái phương pháp nói rất rõ. The base of power endowed with the concentration found on the desire. Tức là nếu cái thứ nhất, lấy cái thí dụ thứ nhất, cái năng lực để mà chúng ta phát triển được cái dục, chúng ta có được cái dục rất là mạnh, và cái năng lực của cái tâm mà muốn khao khát giải thoát, là ý muốn giải thoát, ý chí giải thoát cương quyết mạnh, thì luôn luôn nó được hỗ trợ bởi cái định.
Tại vì cái dục nó quá lớn, cái khao khát muốn giải thoát nó quá lớn, cho nên nó được cái định. Why you cannot concentrate? Because you don't have the last or great desire. Thế thì câu hỏi ở đây và giải đáp luôn cho quý vị, tại sao quý vị không có được cái định cao hay cái định rất là sâu? Lý do tại vì các bạn chưa có cái dục cao, chưa muốn giải thoát tối đa. Cho nên đừng sợ là cái muốn nha. Muốn cao thượng mà chưa đủ thì phải muốn nhiều. Còn thích ăn, thích ngủ, còn thích người ta khen, còn thích ấm, thích êm, còn thích mát, thì tất cả những cái đó đều là cảm giác dục lạc chưa bỏ được. Và phải có cái khao khát là bỏ hết à, phải có cái muốn muốn cao độ như vậy thì mới đưa tới định được. Tại vì nó là cái đề mục, ta chỉ muốn cái việc đó thôi thì tất cả những việc khác bỏ hết, và như vậy nó đưa tới cái định. Dục thần tốc nói cho đầy đủ thì là thiền định phát khởi nhờ sức mạnh của ý muốn. Cho nên nếu ta có cái dục ý muốn, ta muốn giải thoát, thì ta thiền á, bất kể ngày đêm giờ giấc nào ta cũng thiền hết á. Đi đứng nằm ngồi đều thiền, và không muốn nói với ai, có nhiều khi cũng không muốn ăn luôn. Quan trọng thiền hơn, thiền thực quan trọng hơn là thức thực hay là đoạn thực. Cái thiền thực nó quan trọng hơn là ăn. Và tính chất của dục ở đây, như hồi nãy sư nói, đó là hướng thượng giải thoát, chứ không phải muốn mà cảm giác dục lạc. Nếu như thế thì ở đây nếu mà nói diệt dục, thường thường người ta nói diệt dục tức là bỏ dục đi, thì ở đây nó lại sai. Diệt dục ở đây phải hiểu là diệt cái dục vọng, tức là những ý muốn thấp hèn, chứ không phải diệt cái ý muốn tham muốn. Tham muốn cao thượng, tham muốn nhiều làm cho mình định, không sao hết. Đấy. Cái muốn thấp hèn là gì? Cảm giác dục lạc làm cho chúng sanh ưa thích ăn và ngủ và tái sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục súc sanh. Tinh tấn thần thúc à, nhờ vào sức tinh tấn tu tập, hành giả đã có mong ước rồi mà không có tinh tấn thì cũng không thành công. Mặc dù chúng ta có cái ý muốn giải thoát nhưng mà chúng ta không tinh tấn, chúng ta cứ đứng thụt lui không à, bước tới rồi nghe con nó gọi à, rồi thụt lui, tức là vừa bước tới bước lui, rồi vừa bước tới rồi lại à, thấy mất mát hết rồi lại thối lui. À, nhà tôi, chồng tôi, con tôi, bây giờ tôi đi tu, chồng tôi ai chăm sóc à, rủi bà nào bà tới làm sao, tất cả những cái đó là thối lui. Mà nếu không có tinh tấn thì cái dục nó không thành tựu. Cho nên muốn nhiều, muốn cao thượng nhưng mà phải có tinh tấn, nỗ lực thì nó mới thành. Tâm thần túc, một lòng chuyên nhất vào một điểm, vào sức mạnh của tâm thôi. Tức là chú tâm vào cái việc sanh tử là hệ trọng, không chú tâm cái việc gì khác hết. Ăn, ngủ, khen, chê, được, mất, hơn, thua, vứt bỏ hết. Chỉ chú tâm vào một cái duy nhất, tâm của ta đặt vào sự sanh tử, vào cái điểm đó thôi. Và đã có khao khát rồi, lại có tinh tấn rồi, mà lại tâm nhất điểm thì nó mới thành tựu. You look at the light, the sunlight, you see how hot it is, but it doesn't make any difference. It cannot burn anything until you use the, some instrument to concentrate all the light in one point, and then you got the fire. Ánh sáng của mặt trời rất là mạnh phải không quý vị? Nhưng mà nó vô dụng, tại vì nó trải đều ra hết. Cho tới khi nào quý vị dùng một cái dụng cụ, chẳng hạn như cái kính đó, tập trung ánh sáng vào một điểm thì tự nhiên đốt cái gì nó cũng cháy hết à. Cái ánh sáng của mặt trời mà nếu được tập trung vào một điểm qua cái ống kính, qua cái kiến đó, kiến gì? À, kiến lúp kiến gì đại khái có cái kiến, tức là nó tụ hội tất cả ánh sáng vào một điểm thì nó đốt cái gì cũng cháy hết á. Kim khí cũng còn chảy nữa, hào huống gì là cây cỏ. Thế thì nếu chúng ta tập trung cái năng lực của chúng ta, chú ý tập trung vào một điểm, cái tâm chúng ta chỉ thấy một điểm thôi, điểm sanh tử. Giống như cái vị trưởng lão á, ngài chỉ chú tâm tới cái bộ xương thôi, tức là lúc nào cũng thấy bộ xương, tâm nó ở cái chỗ đó thì nó mới thành tựu. Đừng có tán tâm ra, đừng có thấy chỗ này chỗ kia, chỉ có một việc mà cái việc đó mình biết là mình vừa ý, và nó sẽ dẫn tới
giúp đỡ cho mình được giải thoát. Một cái điểm đó thôi. Quán thần túc thực sự đó là quan sát thôi, đó là phân tích thôi chứ không có gì hết. Cái gì nó xảy ra mà ở trong Thất Bồ Đề Phần nó có gọi là trạch giác chi đó, nó nhạy lắm, nhìn cái biết, nó phân tích liền. Thì chính nhờ cái này mà mình phân tích được thế nào là cảm giác dục lạc, thế nào là nỗ lực, thế nào là dục, thế nào là dục cao thượng, thế nào là giải thoát, thế nào là đắm chìm. Mình phân tích được liền, rất là nhanh. Tại sao? Tại vì khi đã định, khi đã nỗ lực mà là cái tâm nó chuyên nhất về một điểm thì là cái sự phân tích nó rất rõ ràng. Và chính sự phân tích này giúp cho mình có cái định. Tại vì mình biết phân tích nhanh thì mình biết rồi, cái này là cảm giác dục lạc, chúng ta sẽ bỏ. So four things need to be inconsistent and four things need to be developed at the same time. And how can you develop it? How can you develop it? Bằng cách nào chúng ta có thể phát triển được bốn cái đó? Tại vì bốn cái đó nó hỗ trợ cho nhau. Không thể nào bỏ cái này mà được cái kia. Thế thì ở đây nè, Đức Phật dạy rất rõ, phát triển nó bằng cái thứ nhất. The Buddha gave you instruction in the sutra already. Development number one by hearing the Dhamma from Ariya. Đức Phật nói cái thứ nhất muốn phát triển là lắng nghe pháp từ bậc thiện tri thức ở trong kinh Tương Ưng 46:3. Second, restrain from the sense faculty. Cái thứ nhì, luôn luôn cảnh giác các cái giác quan của mình. Nếu nó đều dẫn tới cảm giác, trong đó có ưa, có thích hoặc ghét, phải cảnh giác nó. Third one, associate with good friends. Cái thứ ba, luôn luôn có những người bạn hiền, bạn tốt, tức là cùng nhau tu. Còn những người bạn mà tối ngày nó rủ mình nói tào lao, tránh né nó đi, đừng có ở gần nó, tại vì chúng ta sẽ bị ô nhiễm bởi nó. The fourth, careful attention, always, constantly, introspectively, attentive. Luôn luôn quay vào bên trong, nhìn, quán xét, nhìn kỹ, đừng có rời, cẩn thận. Cái gì đang sanh, cái gì đang diệt. Giving attention to appropriate basics. Và luôn luôn chú tâm tới những cái đáng chú ý. Đáng chú ý. Cái nào không đáng chú ý, bỏ đi. Thí dụ cái cây nó héo, tưới nước, không có, nhổ đi. Đừng quan tâm, tại vì nó không dính líu tới chuyện sinh tử của mình. Đừng có ở đó rồi phải đi kiếm thuốc, rồi là kiếm phân bón, bón cho nó. Hễ nó thấy héo, nhổ bỏ, không cần. Tại vì nó không ảnh hưởng gì tới cái chuyện sinh tử của mình hết đó. Có nghĩa là chú tâm tới những cái gì cần thiết trong cái đời sống tu tập của mình. And the final one, listening intentively to the Dhamma. Và khi nghe pháp, phải đem hết tâm thần ra nghe, rồi nghiên cứu, học hỏi. Nghe một lần không hiểu, nghe nhiều lần. Cố tình nghe, nỗ lực nghe, và cố tình tìm hiểu xem trong đó nói cái gì để áp dụng trong cái tu của mình. Now, in summary, desire always important. Chanda is actually the will, determination. Chữ chanda nếu dịch ra cho đúng thì không có phải là dục đâu, mà nó có ý nghĩa là ý chí. Ý chí cương quyết. Second, energy. If you have the will, you have a determination. But if you don't have the motivation or energy, you can't do it. Nếu các bạn không có nỗ lực thì dẫu là các bạn có ý chí, các bạn cũng bỏ cuộc à. Tại phải nỗ lực. Nỗ lực phải đặt vào đấy, hết sức thì mới làm nổi. A third one, consciousness. The citta always remember something happened, something happened. The mind wandering, the mind focusing, or the mind not focusing. Luôn luôn phải chú ý nơi cái tâm của mình, coi xem nó nằm ở đâu. Nó nằm ở trong, ở ngoài, hay là nó lăng xăng, hay là nó chú ý vào một cái điểm, hay là nó chú ý lung tung. Và như hồi nãy sư nói, nếu nó chú ý lung tung thì giống như ánh sáng mặt trời, nó không có ích dụng.
nó phải chú ý vào một điểm nó mới có thể đốt cháy cái vật. Và cái thứ tư, the fourth one, skill of analysis, and that one you have to develop gradually, nobody can teach you. Và cái khả năng phân tích nhận biết, giống như trong Thất Bồ Đề Phần có cái Trạch Giác Chi, ở đây á là cái phân tích, thì cái đó các bạn phải tự giải quyết, người ta hỗ trợ thôi, không cách nào mà giúp cho các bạn phát triển được cái khả năng phân tích nếu các bạn không chịu khó. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm,